Xin chào bà con. Đây là chương trình radio Diệu Dụng Phật Pháp. Hôm nay tôi xin chia sẻ với bà con khái niệm về tịnh độ và cách mà chư Phật sẽ độ cho chúng ta. Tịnh độ lâu nay được dịch và hiểu nghĩa rằng là cái quốc độ thanh tịnh tuyệt đẹp của Đức Phật A Di Đà. Cách hiểu đó đương nhiên là đúng rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng còn có một nghĩa khác chúng ta có thể hiểu và ứng dụng trong chữ tịnh độ này. Đó là khi tâm ta ngày càng thanh tịnh thì ta ngày càng được Đức Phật ở ngoài ta, là Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, vân vân, độ cho mình. Và ta cũng được Đức Phật ở trong chính tâm mình độ cho mình. Chuyện trong tâm mỗi người chúng ta có một vị Phật hẳn là chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu chúng ta đã tin Phật, chúng ta đã tin lời Đức Phật Thích Ca là chân thật, thì Đức Phật đã nói đó, trong mỗi người đều có một vị Phật, đều có Phật tính. Tại sao chúng ta không nhận ra? Vì rất nhiều tham sân si, rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều mê đắm, nó che mờ tâm thức của chúng ta, và chúng ta không nhìn thấy, không nhận ra, không tự tin rằng có một vị Phật ở trong chính tâm của mình. Nghĩa rằng tâm mình bản chất là tâm Phật. Vậy thì khi tâm ta thanh tịnh, tức là ta tu rèn ngày càng bớt tham, ngày càng bớt sân, ngày càng bớt si, thì tâm Phật đó ngày càng hiển lộ. Và thực tế trong cuộc sống đã chứng minh, chính mỗi người chúng ta đã trải nghiệm thấy, mỗi lần tâm Phật đấy biểu hiện thì chúng ta vô cùng là đẹp đẽ, vô cùng là mạnh mẽ. Ví dụ nhé, khi chúng ta nghĩ một điều thực sự tốt đẹp, thực sự thiện lành, thực sự là thanh tịnh, có phải chúng ta thấy rất là nhiều vui vẻ, hạnh phúc, nụ cười của chúng ta rạng ngời, và ta thấy lòng mình vô cùng thanh thản, vô cùng là hoan hỷ không? Đấy là năng lượng, năng lực của vị Phật trong mỗi chúng ta tỏa ra. Có những người tâm rất đẹp và khi người khác nhìn thấy thì thấy họ rạng rỡ như là tỏa hào quang. Đó chính là vị Phật trong chúng ta vén mây mờ tỏa sáng lên. Thế còn khi nào thì chúng ta thấy vị Phật bên ngoài ta độ? Có phải rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, gặp những lúc bất lợi, và tự nhiên ở đâu đó một nhân duyên nào đó xe đến cho chúng ta, và chúng ta vượt qua được khó khăn, chúng ta làm ăn thuận lợi hơn, chúng ta có nhiều người giúp đỡ hơn, đúng không? Thì các vị Phật ở bên ngoài là lúc độ cho chúng ta đấy, là kết quả của những hành động đẹp của chúng ta, những lời nói đẹp của chúng ta, những suy nghĩ tốt lành của chúng ta dành cho người khác. Sự độ của chư Phật ở bên ngoài ta cũng chính là sự đáp đền của vũ trụ, của cuộc sống đối với bản thân ta theo quy luật nhân quả và quy luật duyên sinh. Tịnh độ nghĩa là như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu khi tâm ta thanh tịnh thì có cả những vị Phật bên ngoài và những vị Phật bên trong độ cho ta. Và kết quả là rồi đến lúc mà sinh lão bệnh tử đưa chúng ta chấm dứt thân mạng ở đời này, thì những người đấy sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu tâm ta không dần thanh tịnh thì dù chúng ta có niệm bao nhiêu câu, dành bao nhiêu thời gian niệm A Di Đà Phật hoặc niệm tên các vị Bồ Tát thì đó chỉ là hình thức mà thôi. Bà con nhớ nhé, tịnh độ là quốc độ thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, và cũng có nghĩa rằng là khi tâm ta ngày càng thanh tịnh, gạt trừ bớt tham sân si, mạn nghi kiến, thì chúng ta sẽ được chư Phật bên ngoài ta và vị Phật trong tâm ta độ cho cuộc sống an yên, hạnh phúc, đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe.